là lấm tấm lấm tấm á. Quay lại quán ẩm thực ha, kính mong cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ cho em Lăng Lùng nha. Hôm nay Lăng Lùng cũng làm món gỏi cuốn tôm thịt thôi. Bây giờ Lăng Lùng sẽ mời cô chú anh chị và các bạn ăn với Lăng Lùng ha. Lăng Lùng đi kiếm km ha, cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ cho Lăng Lùng với nghe cả nhà. Đây là bánh chén Lăng Lùng sẽ cuốn nha. Sáng giờ làm được món này hả, rất là đói bụng luôn. Giờ là một sẽ cuốn bánh tráng này cả nhà. Bánh tráng này cũng là mềm sẵn rồi đó, không cần mình cuốn nước ha. Bây giờ là một có gồm có ha, bên đây là rau củ của Lăng Lùng ha, dưa leo nè, khóm nè, hẹ nè, rồi rau thơm, xà lách gì đó, nó có đủ loại. Nhất là nước chấm của Lăng Lùng, đây là mắm nêm và cô chú anh chị. Đây Lăng Lùng mọi người ăn mắm nêm lắm nha. Tùy theo mỗi khẩu vị của cả nhà mình ha. Món này là chấm với mắm nêm rất là ngon luôn. Cái này mình chỉ dùng bằng tay thôi nha cô chú ơi, đũa không có gắp được nha. Còn dưa leo nữa cô chú ơi. Rồi xong được một cuốn nha. Rồi mời cả nhà ha, Lăng Lùng mời cô chú chị ha. Chấm nước nước chấm thần thánh nha. Mắm nêm vừa cay vừa ngon nha cả nhà. Bằm khóm nè, rồi Lăng Lùng xào lại rất là ngon luôn.
khóm này đấy, chị chua. Chung thì cái món gỏi cuốn này nè, món khô thì mình dễ ăn hơn. Em thì ăn ít ăn cái món lẩu lắm đó cả nhà. Món lẩu thì nó nóng ăn lâu lắm, lại cũng khó ăn nữa. Đang lùng mà thích ăn món khô khô vậy nè, có hẹ vô ha. Cái này gỏi cuốn là mình không thể là mình thiếu hẹ nha cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Rau thơm, như cá nè, có đủ loại nha á. Cuốn rau thập cẩm, con sáo nó nghe đang hùng nói chuyện á, là trời đất hết luôn. Các bạn khỏi cãi nhạc chuông là gì chơi á, có con sáo đó là thành nhạc chuông cho nha rồi. Một cuốn siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, một cuốn này hả? Ứ hự luôn à mọi người á. Nó bự trà bá luôn rồi. Cái này á, lăn lộn là đi bây giờ cố gắng quay về cái đuôi gà ngò, vì đuôi gà ngò đội nhà là ăn lùng á, thì cố gắng để giúp đỡ cửa vũ cho đội nhà, cũng là cũng anh em của ăn lùng cũng có đuôi gà á, nên là cố gắng để cửa vũ với anh em để có động lực để đuôi gà, mong là năm nay cũng được hạng cao nhất, nhưng mà cũng hơi bị khó, năm nay rất là đông đội. Năm nay đội ghe rất là đông luôn đó cả nhà. Không biết như thế nào nữa. Cũng tùy thuộc cái khả năng của anh em cố gắng thôi. Rất là ngon. Cái này là thịt ba, thịt đùi cả nhà ơi. Thịt đùi mỡ mỡ nè. Ăn lùm lầm mỡ mỡ ăn rất ngon. Tại vì thịt nạc nó ăn cái nó mình nghiến răng lắm. Lăn lùm thích ăn mỡ, uống nuôi chuyện do vậy nè, chỉ thích ăn mỡ thôi. Mày khóm nè. Hai con chim của nhà Lăn lùm nó đang nói chuyện với nhau kìa. Cái chuột bên đây nó đến mặt cái chuột bên đây, nó đến giờ mặt đâu nó nói chuyện. Cái này Lan lồng cuốn bún trước nè, đừng cho nó mềm. Nhà em bác có nuôi hai bên, một con, một bên con sá, một bên con yến phụng, nó nói chuyện tối ngày luôn đó mọi người. Ở nhà ai nếu mà có nghe xe ồn á, rồi cả nhà thông cảm nha, xe chạy về luôn đó cả nhà. Rồi mời cả nhà thêm cuốn cuối cùng ha. Rất là ngon á. Một con yến phụng với một con sáo nó đang tâm sự với nhau á. Thấy sáng sớm á, chị cũng thấy sáng sớm thấy lằn lùn nó là chị đất chân luôn ạ. Tại em thường thường á hay lại ghẹo tụi nó lắm. Ghẹo tụi nó xong rồi tụi nó chửi chị đất chân á. Ngon luôn á, lâu lắm không ăn món này, ăn lại rất là ngon luôn, mà ăn mỗi ngày cũng rất là ngán luôn.
gửi của gì bóc tay đâu cả nhà, vài lần đầu cũng gửi sạch sẽ đó gì. Nó cay nó sặc. Rồi cả nhà ơi, Lan Lộc cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cả nhà có yêu mến kênh Lan Lộc á, ủng hộ cho Lan Lộc xin một like, một đăng ký kênh để kênh được phát triển á, để Lan Lộc có cái động lực để ra video hay hơn nha cả nhà. Lan Lộc cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ cho em ha. Lan Lộc rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Rồi Lan Lộc tạm dừng video tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn nhà mình tiếp theo nha. Bye bye.